đến với kênh YouTube của Vinh Thành Audio. Trong video ngày hôm nay xin giới thiệu với mọi người về chiếc âm ly đa kênh của hãng Sony có model là TAV777EX. Thì đây là một trong những phân khúc cao cấp của hãng Sony với cái giá xuất xưởng của nó lên tới là 198.000 yên và phát hành vào năm 1999. Với cái dòng máy này thì nó đã được hãng đầu tư khá là kỹ lưỡng từ hình thức cấu tạo với những cái linh kiện cấu thành sản phẩm bên trong. Và trọng lượng của nó cực khủng lên tới là 24,5kg như này. Công suất của nó là 345W. Và toàn bộ mặt trước được thiết kế là phay nhôm khối rất là đẹp nha. Và một cái màn hình to hiển thị đầy đủ những cái thông tin về ngõ vào, chế độ âm thanh. Và phía dưới thì nó sẽ có một cái nắp cốp điều khiển bằng điện nha. Ta nhấn điện và nó sẽ chạy ra. Thiết kế rất là đẳng cấp nha. Và về phần volume thì được điều khiển bởi một cái động cơ bên trong nha. Và máy về thì trong tình trạng là đẹp long lanh. Và nó sẽ kèm theo một cái khiển học nha. Khiển học này em sẽ làm là full chức năng luôn. Có thể cài đặt, điều chỉnh equalizer, tắt mở nguồn, volume, ngõ vào vân vân, đầy đủ hết các chế độ cho anh em. Và đương nhiên là dòng này nó đã được sản xuất tại Nhật luôn, made in Japan. Và đặc biệt là với cái dòng Sony 777S này thì đã được hãng đầu tư rất là kỹ lưỡng về cái phần giải mã DAC. Và nó đã sử dụng luôn cái chip giải mã Penram 1704. Tổng cộng là nó đã sử dụng lên tới là 6 con trong cái con âm ly này. Và giá trị một con giải mã Penram 1704 thì nó tầm trên 1 triệu đồng. Và đối với cái dòng 1704 thì nó chỉ sử dụng trong những cái đầu đĩa CD mắc tiền. Thì đối với những anh em audio nhạc số thì rất là yêu thích về cái chip giải mã Penram 1704 này. Nó sẽ là giải mã 24 bit. Và đặc biệt là nó sẽ có cái cổng real luôn. Riêng về cái cổng real đó để anh em lấy làm giải mã DAC thì trong một cái tầm giá, cái con Sony này là đủ đáng đồng tiền bát gạo so với cái phần giải mã rồi. Thì ta có thể sử dụng âm ly để nghe trực tiếp và cũng như là làm giải mã DAC luôn, rất là tiện dụng. Và về phần cái máy biến áp của nó thì nó sử dụng một cái máy biến áp công suất lớn hình Y, giống như là một cái bộ rề và bao trong cái N9000S. Và tất cả những cái linh kiện cũng như là cái phần rề và phần bao đều sử dụng toàn bộ là trong cái bộ rề bao cao cấp hết đó. Rề bao 9000 của Sony, từ tụ lọc nguồn Nichicom cho tới sò công suất luôn. Thì chút nữa em sẽ quay cái nội thất bên trong để anh em thấy hãng Sony đã đầu tư vào cái chất lượng của những cái dòng Sony 777 này như thế nào. Và về phần sò công suất thì nó sử dụng là 10 con sò than to loại 5 vít của Sony. Và công suất của mỗi kênh nó lên tới là 155W nha. Và về phần giải mã đa kênh thì nó sử dụng chuyên về 3 con giải mã DSP. Nó sẽ hỗ trợ các định dạng đa kênh cơ bản như là Dolby, Digital và cả DTS. Hình chất âm của nó khá là hay như nè. Rất là nhiều hiệu ứng để cho anh em chơi. Thì ở đây nó sẽ có nhiều hiệu ứng nha. Đây, rất là nhiều đây. Hoặc là chế độ FB, stereo. Và về phần equalizer thì một điểm rất là độc đáo ở con âm ly Sony 777S này thì nó sẽ cho phép chúng ta có thể điều chỉnh cả bass, chép và mid luôn. Thì anh em nhấn nút EQ nha. Thì equalizer đây, thì ở đây những mũi tên ngang thì ở đây nó sẽ có là lo phong bass, tức là volume của bass. Và ngoài ra nó sẽ cho phép chúng ta là điều chỉnh cái tần số. Ví dụ như ta muốn tần số bass mềm thì ta chọn là tần số 99 hoặc là tần số bass chung. Thì ta tăng lên, ta chọn cái tần số theo tùy ý mình luôn. Rồi tiếp theo nữa là tần số mic, cái volume mic nha, và tần số mic để ta muốn thể hiện. Và tiếp theo nữa là cái volume của chép và cả tần số chép luôn. Và đặc biệt với cái con Sony V777S này thì nó đã làm cho cái chất âm stereo cực kỳ sáng tiếng như nè. Trong những cái âm đi stereo hai kênh thì khó mà địch nổi về cái con 777S này, về tầm giá cũng như là về cái chất âm. Nó vừa giải mã 1704 và đặc biệt là cái bộ điều chỉnh equalizer của nó rất là hay nha. Rồi, equalizer nha. Và kể cả cho phép chúng ta điều chỉnh của loa center luôn. Center, bass, chép, mid. Và cả loa rear luôn, cũng bass, tần số bass, mid và chép đầy đủ hết nha. Rồi, tiếp theo nữa là 5 cái bộ nhớ. Nó sẽ có equalizer băng nè. Rồi hiện tại là em đang chọn cho equalizer bộ nhớ số 1 nha. Anh em có thể cài đặt lại cho những cái 4 cái bộ nhớ còn lại, tổng cộng là 5 bộ nhớ nha. Về cái chất âm của cái con Sony V777S này thì đã được anh em audio đánh giá rất là cao trên các diễn đàn HD nha. Anh em có thể tham khảo thêm.
Rồi bây giờ em sẽ test một đoạn âm thanh để anh em thưởng thức về cái chất âm của chiếc Sony V777S nha. Và hiện tại là em đang kết nối ngõ CD là ngõ analog nha. Sáng tiếng anh em. Thì cái bộ nhớ Equalizer thì em đã cài đặt vào cái nút đỏ nha. Em có thể thay đổi nha. Rồi, đối với cái khiển này thì ta có thể chỉnh full được các chức năng nha anh em. Thì em đã học cho cái nút đầu tiên. Nhỏ vào đầu tiên thì nó sẽ tất cả những cái nút này nó sẽ cho cái em đi Sony V777S nha. Rồi, đây là nút tắt ngõ nguồn nha. Và đây là nút tắt tiếng nè. Muting nè. Và những số 1, số 2, số 3, số 4, 5, 6 là đó là các ngõ vào. Rồi, ngõ vào. Và đây là nút menu nha. Menu để cài đặt cái chế độ Ever Equalizer luôn, nhấn Enter và mũi tên lên xuống để thay đổi các thông số chỉnh và mũi tên trái phải để mà thay đổi cái giá trị nha. Toàn bộ là chỉnh đầy đủ trên remote hết nha. Rồi cái các chế độ âm thanh đây, 1, 2 và sleep. Các chế độ âm thanh, chế độ stereo. Chế độ stereo nút đầu tiên với cùng và chế độ sleep ha, chế độ đặt giờ ngủ. Volume. Khi mà nhấn volume thì cái nấm này nó sẽ xoay nha. Rồi tắt mở cái nắp cốp đây, rất là cao cấp như này, máy khá đẹp, đẹp lắm, đanh không một vết chày nha. Đây là cái nắp lưng của nó đây, không trọng lượng cực khủng nha, 24.5 kg. Đây là cái kết nối phía sau nha, toàn bộ những giắc cắm được mạ vàng hết nha. Hiện tại em đang kết nối cổng DVD, cổng quang từ Smart TV nha, và cổng CD là cổng analog đây. Và thông số của nó đây. Sony TA-V777S nha. Điện áp là 100V, công suất 345W made in Japan. Rồi bây giờ em sẽ test cái ngõ real cho em để làm cái mã DAC ha. Ừ.
Đây, nó real, real không? Em xin gửi cho rồi, như vậy là chức năng để làm giải mã DAC, chức năng tổng quan, tổng analog hoạt động ok hết nha. Và đối với cái dòng này thì đối với ngọn rear center thì tùy theo hiệu ứng âm thanh thì nó mới hoạt động nha. Và cái trợ kháng lo của nó sẽ hỗ trợ là từ 6 ohm cho tới 16 ohm. Và khi đánh ở chế độ lo phong A cộng B thì lo là từ 12 ohm nha. Và đây là một vài thông tin kỹ thuật của công ty Sony TA-V777ES với cái giá xuất xưởng khá cao 198.000 yên và phát hành vào tháng 12 năm 1999. Nó sẽ hỗ trợ các định dạng đa kênh cơ bản như là Dolby Digital và cả DTS luôn. Thì đây là một trong những cái bộ khuếch đại AV sẽ hỗ trợ các định dạng đa kênh thế hệ mới. Và nó sẽ hỗ trợ là 3 chip giải mã DSP 24 bit riêng biệt cho từng phần xử lý như là Dolby Digital, DTS. Mình cái chất âm nó rất là sắc sảo và sáng tiếng. Và đặc biệt là phần stereo thì nó sẽ hỗ trợ tổng cộng là 6 kênh hoàn toàn độc lập của bộ chuyển đổi DAC. Với cái 6 con chip giải mã bên rào cao cấp 1704 thì 1704 là một trong những cái dòng chip giải mã DAC rất là nổi tiếng và chất âm rất là hay, thì đã được anh em audio đánh giá là khá là cao về cái chip giải mã 1704 bên rào này. Và đặc biệt là phần công suất thì nó sử dụng là 10 con sò đại của Sony, với cái dạng sò là sò kép, sò đôi, sò năm chân, nên cái chất âm của nó đánh khá là khỏe. Và về phần máy biến áp thì nó sử dụng một cái máy biến áp loại lớn cỡ EI 111x100 và nó sẽ là sử dụng cái loại biến áp của cái dòng rề và bao nổi tiếng của Sony N9000ES. Và tất cả những cái linh kiện sử dụng trong cái chiếc Sony 777ES cũng đã được lựa chọn là những loại linh kiện tiêu chuẩn và cao cấp, như là những cái phần linh kiện trong cái tụ điện của cái phần rề high-end N9000ES. Và cái tấm tản nhiệt của nó thì nó sẽ có cấu trúc là dạng phân tán để nó giảm độ cái rung động và nó sẽ tản nhiệt tốt hơn, tối ưu hơn, cũng như là những cái thiết kế về khung sườn máy chắc chắn, chất lượng. Đây là một vài thông tin kỹ thuật của con ly Sony 777ES. Biến thế nguồn cực to ha, sò cực đại là 5 chân Sony. Chip xử lý DSP. Và công suất của nó lên tới là 155W một kênh cho loa 6 ohm nha. Điện áp 100V và công suất tiêu thụ điện của nó là 345W. Kích thước chiều ngang là 430mm và chiều cao là 174mm và chiều sâu là 462mm. Cân nặng là 24,5kg, trọng lượng cực khủng luôn. Đây là ruột gan bên trong công ty Sony nha. Rất là gấu. Một cái biến thế nguồn ES. Loại ES cả lớn luôn nha. Nó tương tự như là cái biến thế nguồn trong cái cục đẩy là N9000. Và hai cái tụ lọc nguồn khá là to, dung lượng lên tới là 18.000mAh một tụ. Và phần giữa đây, đó là cái phần công suất. Nó sẽ bao gồm là 10 sò Sony cỡ lớn, và cái con sò kích thước bằng to bằng hai cái lóng tay, rất là to. Bên đây sẽ là 6 con và bên đây sẽ là 4 con. Tổng cộng là 10 con.
tất cả những cái linh kiện đều được lựa chọn là những cái loại tủ cao cấp, giống như là những cái tủ đã sử dụng trong cái dòng RE high-end N9000S. Bên phải âm ly, đây là chính là trái tim khu vực của chiếc Sony 777S. Thì ở đây nó đã sử dụng là 6 con chip giải mã bên RAM 1704. Thì 1704 là một trong những cái chip giải mã DAC đã được anh em audio rất là yêu thích về cái chất âm cũng như là chất lượng của nó nha. Chất âm của nó đậm đà, chi tiết và sạch sẽ. Và với con Sony cao cấp V777ES thì anh em có thể sử dụng để làm giải mã DAC trong một cái tầm giá cực tốt với cái chip giải mã bên RAM 1704, và cũng như là với cái công suất khá khỏe của nó thì anh em vẫn có thể lắp thêm vang số vào để hát karaoke rất là chuẩn. Và với con Sony 77ES thì em sẽ bán với giá là 5.700.000 đồng, giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Thì xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Thành Audio. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.